chuyện nữa đi. Chuyện sướng. Ê, vợ tầng kia kiếm tóc cho mụ tải hoa gốc đó. Tư gì sẽ tạo sự hướng tư. Được đây. Đường hướng á, thấy đường hướng kìa. Đường hướng kìa không em. Tao đi luôn đường chạy ra. Chạy nhà để xuống kia cho em đồng hoàng đau lắm đó. Thì ở trong chú ý chút nha. Rồi cho mấy anh em cùng Vinh. Tụi Vinh đâu rồi? Nước, nước, từng người công nước. Đây, đây. Gọi điện thoại các đơn vị, ai làm lộ vị trí đóng quân. Báo cáo thủ trưởng, điện thoại đứt. Các cậu đi làm nhiệm vụ, có mang bản đồ đi theo không? Báo cáo. Có. Thế bản đồ đâu? Báo cáo. Đồng chí Thái cần. Hả? Liên lạc đâu? Có. Chạy đi báo cho các đơn vị chuẩn bị di chuyển khỏi vị trí đóng quân. Dạ. Thái mất tích trong trường hợp nào? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát đến vùng giáp danh, địch phát hiện thấy chúng tôi định bao vây bắt sống. Liệu Thái có bị địch bắt mất không? Tại sao cô trở về một mình? Sau khi bị lạc nhau, tôi quay lại chỗ bị địch bao vây để tìm đồng chí Thái, nhưng không thấy gì cả. Alo. Bắt đầu rồi. Cậu nghỉ đi một lát, cho lại sức, rồi cùng một tổ đi tìm đồng chí Thái. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, rời mãi mãi. Anh phải đi ngay à? Anh cầm ít thuốc tăng lực theo nghe. Đây anh cầm lấy. Còn chỗ nào có thể tìm được nó không hả cường? Suốt từ sáng đến giờ không tìm thấy dấu vết của thằng Thái đâu cả. Hay là nó chạy thoát rồi? Ta đi thôi anh ạ. Khoan đã, tôi có điều muốn nói với các cậu. Chúng mình chỉ còn lại có ba đứa, chưa biết đứa nào cho chúng mình sẽ đi trước. Đến lượt chết phải chết thôi, nhưng chắc chắn có đứa sống mà trở về. Chứ đánh đến đây mà chết hết cả, vô lý quá. Ngày mai tấn công vào thành phố rồi. Đứa nào còn lại, cố nhớ lấy gia đình những đứa không về được mà tìm đến. Mà thôi, ta tìm lại xem. Biết đâu thằng Thái còn nằm ở chỗ nào đó chờ chúng mình đến đón. Thank you.
Nằm đấy làm gì? Mẹ thì lần đấy nằm ở rừng không sao, về đến đây thì lại bị. Thôi, ta đi thôi. Chưa xong được ngay đâu. Chẳng biết còn những gì khủng khiếp đang chờ chúng mình ở phía trước ấy. Đừng nghĩ vậy anh. Cũng có lúc không có điều khủng khiếp chứ. Như lúc này nè. Như lúc này thì bình yên quá em ạ. Chiến tranh có phải lúc nào cũng như lúc này đâu. Em đố anh, tới đây đã tận cùng đất nước chưa? Chưa đâu. Nhưng cũng sắp rồi. Cũng chẳng còn mấy nữa là đến biển. Dù sao thì chúng mình cũng đã tới được nơi có những cây cao su mọc. Mai, nằm xuống. Pháo rồi. Ra đi anh.
con ăn cơm. Dạ, dạ. Cảm ơn ma. Con mời chú Hai. Dạ. Ngồi ăn luôn. Cậu đến có việc gì đấy hả Minh? Tớ gửi cậu cho ba lô của thằng Hoạch. Sao? Nó bị rồi à? Nó không về. Tớ ngán cái cảnh mang ba lô đi gửi thế này lắm rồi. Nhưng tớ có phải là kho đựng đồ tử sĩ đâu. Tớ gửi cậu vì chưa thấy nó về, chứ không hẳn là nó đã chết. Còn tớ được tăng cường cho đơn vị chiến đấu, mang theo không tiện. Nhỡ có làm sao mất của nó, phải tội chết. Tớ đang giữ ba lô của thằng Thái rồi. Cậu vẫn giữ ba lô của thằng Thái à? Từng ấy ngày không có tin tức gì của nó, chắc nó không về nữa đâu. Thôi, tớ phải đi đây. Không thể nào nuốt nổi. Còn bà một bước nữa, tí nữa chuyển xong. Có gì thì bỏ thêm vào cho chúng nó. Khi đi thì như thế. Bây giờ về gửi bố mẹ cái ba lô lép kẹp thế này, nó tủi tủi thế nào? Chả đứa nào chuẩn bị để mà chết cả. Minh, cậu đừng liều, chỉ còn có cậu với tớ. Chết nó có số cả. Thôi, chia tay. Thank you.
về mẹ nó rồi. Lúc trước đi. Em cầm mấy chiếc ba lô này về kho giùm anh. Các anh ấy lại không về à? Đây là ba lô của Thái. Thế không có tin gì của anh Thái à? Vẫn chưa có tin tức gì cả. Em xem trong ba lô có những gì. Để anh ghi vào giấy rồi gửi vào kho. Để làm gì vậy anh? Để chống lạnh. Ở trong này có lạnh đâu. Các bà mẹ bọn anh không biết đến điều đó. Vậy thì gói gừng cũng gửi về hay để lại cho các anh? Em lo lắm. Em sợ mất anh lắm. Kia thì đánh đấm gì?
vào Sài Gòn duyệt binh ấy mà. Thì cũng phải ra hậu phương để các em nắn lại hai cẳng cho đều đã chứ. Đấy sao, quay. Thế thì đi. Ba lô xuống. Bỏ những thứ ở trong ba lô ra. Các đồng chí, hãy mang những chiếc ba lô này gửi vào kho quân trang tử sĩ. Các con, hãy nghe bố đi. Đến khi nào các con được về thì mang về theo cũng được. Rồi à? Hoan hãy gửi ba lô của Thái. Chưa, Thái chưa về. Nhưng cứ giữ lại đây. Số 2 nghe chưa? Đó. Anh đáng chịu đau một chút nữa nha. Chỉ sợ xin miếng nước. Anh đi đường này nè. Cho 2 băng ca về phía liều số 1 nhá. Dạ. Máu ra nhiều quá. Mất nhiều máu quá. Đưa ngay xuống phòng mổ nhé. Đi, nhẹ nhẹ tay một chút nhá. Em buồn nôn quá. Chút nữa đi. Lại nữa à? Không sao đâu. Chắc ăn phải cái gì khó chịu một chút thôi. Cho em xin canh nước. Chị đã yêu bao giờ chưa? Chị chưa tiếp xúc với đàn ông bao giờ à? Cố lên nào. Chưa. Sao muộn thế? Tại chị nhát quá.
hãy cần con trai là run bắn cả đêm. Khi băng bó mổ xẻ thì chẳng sao, nhưng thấy ai nhìn mình chăm chú là hết cả hồn. Thế thì chị thiệt lắm. Thiệt cái gì? Thiệt gì tính cách. Đàn ông họ làm cho mình thông minh và mạnh dạn hẳn ra. Mai này, cái chuyện ấy thích không? Chuyện gì? Cái chuyện tiếp xúc với đàn ông ấy mà. Cái bà này lại bắt đầu. Các đồng chí cho tôi hỏi, tiểu đoàn bộ ở đâu ạ? Tôi bị lạc, muốn tìm về đơn vị. Đồng chí ngồi nghỉ đã. Mai ơi, mình đi đây, mai ở lại nhé. Cố giữ sức khỏe. Chị Hòa ở lại, em đi. Mình đi mai nha. Em đi chị ạ. Đứng qua nhà cho mình gửi lời hỏi thăm ba má nghe. Còn đồng chí thì phải băng lại đã. Không thể để như thế này về miền Bắc trình diện được đâu. Đồng chí đang bị sốt, sốt cao đấy. Có lẽ thế. Tôi cũng chẳng chú ý. Đồng chí tên là gì nhỉ? Tôi là Thái, trinh sát tiểu đoàn. Anh là anh Thái à? Bạn thân của anh Cường phải không? Em quen anh Cường, bạn của anh đấy. Em cũng hay sang bên ấy lắm. Cường còn sống à? Còn sống. Anh ở lại đây đã, chữa khỏi hẳn rồi hãy đi. Chưa biết tiểu đoàn ở đâu đâu. Di chuyển liên tục, chạy đuổi theo mệt đứt cả hơi. Sao? Mất bạn hả? Đồng Hương à? Thôi cố mà ngủ đi. Chiến tranh là chiến tranh mà. Dù sao thì chúng mình cũng đang tiến về Sài Gòn chứ không phải là dừng lại.
tưởng. Xong rồi. Lên chị, lên thì lên đi. Anh Thái, ba lô của anh đây. Cường gửi cho tôi đi à? Dạ, anh ấy đưa em cất giùm. Ơ, của ai thế đây? Của anh Cường đó. Nhưng anh phải tiêm đã, rồi mới được mặc vào. Mau bàn cờ ra kia chơi tiếp đi. Đi. Lần đó anh ở đâu mà các anh ấy đi tìm không thấy? Thế em với anh Cường cứ thay nhau mang ba lô của anh theo suốt bên mình à? Anh Thái nè, anh là bạn thân của anh Cường hả anh? Bọn anh trước học cùng một trường, thế rồi sau này lại vào mặt trận cùng nhau. Cho tới giờ này mà các anh còn sống bên nhau là may lắm đó. Anh biết nhiều về anh Cường lắm hả? Đủ để trả lời tất cả những điều em muốn biết. Em rất muốn biết về gia đình của anh ấy. Anh Bảo liệu có tin được con trai thành phố không hả anh? Anh cũng là người thành phố à? À, anh chỉ là người lên thành phố học thôi. Em chưa được ra ngoài đó bao giờ cả. Liệu người ta có chê em không hả anh? Không, không ai chê em được đâu. Cường nhắn chiều nay sẽ đến thăm anh và em đấy. Thế thì em sẽ trốn. Sao thế? Sao lại trốn? Gặp nhau buổi chiều rối lắm. Em lại nói nhảm rồi. Thật đấy, em đã mấy lần như vậy rồi. Gặp nhau buổi chiều rồi ra đi không quay trở lại nữa. Em sợ buổi chiều khi mặt trời lặn lắm. Cứ mỗi chiều đến em lại cảm thấy mình trống vắng vô cùng. Anh phải về thôi anh Thái à. Bây giờ anh về được rồi, không ai bảo rằng anh bỏ cuộc nữa đâu. Anh muốn ở lại không được à? Anh muốn đi đến cùng. Anh nghe em, mọi người sẽ làm hết mọi chuyện. Bây giờ đánh đến Sài Gòn gần lắm rồi. Đoạn đường khó nhất các anh đi qua rồi. Anh nghe em, về đi cho các cụ mừng. Chắc chắn là tôi không bị địch bắt. Tôi bị thương rồi bị lạc. Tôi đã cố đuổi theo tiểu đoàn đến đây mới gặp. Bọn địch pháo kích vào vị trí của tiểu đoàn, chỗ đóng quân bị lộ, là từ tấm bản đồ các cậu mang theo. Tình hình C3 thế nào? Báo cáo thủ trưởng, C3 bắt đầu tấn công.
Tấm bản đồ làm sao bị mất? Mọi chuyện thực ra là thế nào? Tôi xin cam đoan một cách chắc chắn rằng tấm bản đồ không liên quan gì đến trận pháo kích của địch vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn. Tôi không hề đánh dấu vị trí đóng quân của ta trên tấm bản đồ ấy. Thế thì chúng ta hãy nói thật với nhau đi. Vấn đề không phải là bản đồ bị mất, cậu bị bắt hay không bị bắt, và tất cả những gì cần nghi ngờ, điều tra rồi hành tội lẫn nhau. Vấn đề là lòng trung thực của người lính, là sống chết vì nhau ở chiến trường. Không cần có tấm bản đồ, chúng ta cũng tấn công đến xào huyệt cuối cùng của quân thủ. Alo, báo cáo, thủ trưởng có điện thoại. Alo, vâng, vâng, đó. Ai cũng biết chiến tranh chẳng còn mấy nữa là kết thúc. Và ai cũng mong mình còn sống sót để mà trở về. Các cậu phải biết yêu thương nhau, phải biết bảo vệ lẫn cho nhau, để đi chọn tới ngày chiến thắng. Cảm ơn cậu. Cậu bịa cái chuyện hai đứa lạc nhau, rồi tớ bị mất tích để làm cái gì? Tại sao cậu phải nói dối như vậy? Tớ nghĩ cậu đã hy sinh, và tớ sợ mọi người kết án tớ vì chuyện bỏ đồng đội mà chạy. Kể cả chuyện đổ cho tớ đánh mất bản đồ. Tớ muốn xin lỗi cậu vì chuyện hôm ấy. Nếu tớ không về thì lỗi của cậu ai xin cho? Tớ sẽ rất dằn vặt, đau khổ, bỏ bạn mà chạy trong lúc khó khăn, rồi lại về xin lỗi, thì làm sao sống yên được hả Cương? Nếu như không có cái khe đá cứu sống tớ, thì tớ biết dựa vào ai? Cậu là bạn thân, lại bỏ chạy. Lúc nào tớ cũng thấy cậu hiện về. Khi tớ hiện về thật, trông cậu càng lo sợ hơn. Giá như hôm ấy cậu đừng bỏ chạy, mà bắn vài viên đạn yểm hộ tớ, thì có lẽ bây giờ cậu không dằn vặt và khổ sở như vậy đâu. Ai còn dám tin cậu nữa? Nếu tớ nói thật ra hết mọi chuyện, liệu mọi người có còn coi tớ là một người bình thường nữa không? Chiến tranh sắp kết thúc rồi, tớ cũng muốn yên ổn để được trở về. Mặc dù tớ không xứng đáng để trở về như vậy. Đang gặp khó khăn, lệnh của trung đoàn phải chiếm được cầu để tiến vào thành. Bộ đội xe tăng Đại Bác đang ùn ra cả ngoài kia kìa. Cường, xuống xe, xuống C3 xem sao. Đem quân tăng cường cho nó, phải đánh bằng được trận này. Nếu trời cho chúng ta còn sống cả, tớ sẽ đem các cậu về nhà thết một bữa, rồi vẫn bắt các cậu phải kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Tôi chưa tha đâu. Thôi bố ơi, lo chuyện đánh cầu đã. Báo cáo thủ trưởng, tôi đi. Đi nhá. Bố thấy thế nào? Bố có thấy như vậy là không ổn không? Con đi đây.
Tiểu đoàn hỏi, sao cậu không tiếp tục tấn công? Sống là mình sướng như được uống rượu ấy. Báo cáo thủ trưởng xong rồi đấy. Cảm giác chiến hào chuẩn bị. Đi. Làm một tập. Đi rồi. Uống đi. Rồi chuyển cho anh em. Uống đi. Rồi ta hút một lần nữa xem sao. Về bảo với thằng Thái cố mà giữ lấy cái gáo, chẳng gì cũng đi được gần mấy năm chiến tranh rồi. Nếu cậu và thằng Thái vẫn còn ở bên nhau thì phải giữ gìn cho nhau. Mất một thằng nào lúc này cũng xót lắm đấy. Cố mà sống. Cậu về đi. Về đi, chưa đến lượt cậu đâu. Trận địa về. Thế à, anh có làm sao không? Để em xem nào. Lại đi à? Sắp hành quân rồi. Anh đi đây. Đã đi rồi à? Anh còn có em nữa đó nghe. Anh Cường, anh nhớ giữ gìn cho anh Thái nữa.
đâu? Bà một đâu? Alo, A1 đâu? A1 đâu? A1 đây ạ. Vâng, báo cáo, tôi Cường đây ạ. Báo cáo, hy sinh hết cả rồi ạ. Sao ạ? Tôi ạ. Báo cáo, ở đây còn có cả đồng chí Thái nữa. Vâng ạ. Thái, tiểu đoàn gọi cậu đấy. Alo, tôi là Thái đây ạ. Tôi mới chỉ là hạ sĩ thôi ạ. Sao ạ? Thủ trưởng có quyết định thăng vượt cấp cho tôi, bây giờ cũng không kịp nữa đâu ạ. Đó. Sao? Cậu chỉ huy. Sao lại thế? Tớ làm sao mày chỉ huy được? Như thế tốt hơn. Cậu nắm đơn vị hơn tớ. Tớ chỉ là thằng hành động thôi. Tớ và cậu phải tìm mọi cách chiếm được cầu trước lúc 7 giờ sáng. Để quân ta kịp tấn công. Khi quân địch chưa kịp cố thủ. Thái này. Tớ định đề nghị cấp trên chi viện tối đa bằng pháo và cối. Cứ để hỏa lực bắn dập nát bọn địch. Rồi chúng mình xung phong chiếm cầu. Cậu đã biết chiếc cầu ngang dọc dài ngắn thế nào mà đã vội xin hỏa lực. Phải quan sát thực địa xem thế nào đã chứ. Nhưng trời cứ tối như đêm 30 thế này thì quan sát thế quái nào được. Cậu không nghe thấy gà. Xuống đi. Sao yên ắng thế này? Báo cáo, đơn vị đang đến đổ. Khẽ chứ. Xin lỗi. Thế nhỉ? Chúng nó không giữ cầu à? Cậu thấy không? Nếu chúng mình tấn công qua cầu bằng lực lượng nhỏ
thì chúng nó để ta lên cầu và bắn chết hết. Nếu chúng mình tấn công bằng cả xe tăng và lực lượng lớn thì chúng nó sẽ phá sập cầu đấy. Bọn thằng Minh chỉ biết dàn hàng ngang tấn công, không thể chiếm cầu cách ấy được. Cường ạ, đừng để mất thời gian, phải hành động ngay thôi. Tớ biết làm thế nào bây giờ? Thế này nhá, bọn tớ cố gắng tiến sát đầu cầu phía bên kia, tiêu diệt ụ súng có để điểm hỏa của địch. Khi tớ nổ súng, cậu cho anh em hành động. Cậu làm được chứ? Làm được. Nếu cậu chần chừ, anh em sẽ bị địch bắn chết hết, và cầu cũng sẽ bị phá sập. Nếu ở bên này cậu làm một việc gì để cho địch đừng chú ý đến bọn tớ, thì tớ sẽ rất biết ơn cậu. Nếu bọn tớ không chiếm được đầu cầu bên kia, bọn địch phá mất cầu, thì cậu hãy báo cáo lại, chúng ta cũng đã làm hết mọi cách. Cậu đừng vội nói thế. Chuẩn bị đi. Anh đi mai nhé. Anh tha lỗi cho anh ấy, anh tha lỗi cho em biết hết. Anh ra đi mà lòng không thanh thản thì dễ hỏng việc và gặp nạn lắm. Em và anh ấy sẽ làm tất cả mọi chuyện để bọn địch không chú ý cả anh đâu. Em hết sức thận trọng, đừng lo lắng làm gì. Chuyện gì xảy ra nó sẽ xảy ra thôi. Anh đi nhé. Em và tổ quân y của em cứ ở lại trong phòng này, đừng bám theo đơn vị, chờ bọn anh chiếm xong cầu rồi hãy ra. Anh à, chính em xin xuống với đơn vị của anh đó. Theo em nghĩ chúng mình phải làm một việc gì đó để chuộc tội với anh Thái. Anh ấy có làm sao chúng mình sống không yên đâu. Đối với anh, bây giờ thế nào cũng được. Sống sót được thật là khó. Sao lúc đó anh không quay lại bắn lấy vài loạt đạn? Sao lúc đó anh không quay lại để cứu anh ấy? Làm sao anh có thể bỏ mặc người cứu sống mình để chạy thoát lấy thân? Việc gì anh cũng bắt anh Thái phải che đỡ cho anh. Nhưng anh có bắt Thái phải đến đây đâu. Anh ấy không thể bỏ mặc anh được. Chỉ những người như anh ấy mới kết thúc được chiến tranh. Phải chuộc lỗi với anh ấy, phải làm một việc gì đó để anh ấy không bị giết chết. Nhưng có cách gì để làm được chuyện ấy không? Em cũng không biết nữa, nhưng phải làm cho được. Em chờ ngớt súng ấy ra trận địa nhé. May ra còn lại có em. Sáng mất rồi.